Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 27 tháng 4, trao đổi với PLO, đại diện công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái được phát hiện tại một chung cư trên địa bàn phường Tây Mỗ. Thi thể được xác định là nữ giới, sinh năm 1995, tử vong hơn một năm trong căn hộ chung cư. Thi thể này đã khô lại, vị này nói. Ban quản lý căn hộ chung cư cũng xác nhận sự việc trên và cho biết thêm, người chết quê ở Đồng Nai, nhưng chết bao lâu và nguyên nhân vì sao phải chờ kết luận của cơ quan điều tra. Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 27 tháng 4, căn phòng nơi ở xảy ra vụ việc vẫn đang được đóng kín. Một số cư dân cạnh bên căn hộ cho biết, khoảng 20 giờ ngày 26 tháng 4, một người cùng tầng thấy căn hộ lâu không có người ra vào, tưởng đã di chuyển qua nơi khác nên gõ cửa hỏi thuê, nhưng không có động tĩnh gì. Nghi ngờ căn phòng có vấn đề, người này báo cho ban quản lý căn hộ lên kiểm tra và phát hiện ra vụ việc. Tối qua, công an phường và các đơn vị liên quan đến làm việc tới gần 2 giờ sáng mới xong. Chị N, cư dân chung cư cho hay, là một trong số người về sống đầu tiên ở tầng 32, tòa S403, anh Nguyễn Toàn cho hay từng có lập một nhóm Zalo, nhưng nhóm này chỉ để trao đổi những công việc chung, chẳng hạn nhắc nhở mọi người bỏ rác đúng nơi quy định, không được làm ồn. Tầng rất ít giao lưu, nhà nào biết nhà đấy. Năm 2022, tôi về đây và đã thấy chị ấy, nhưng thời điểm đó vẫn còn dịch nên mọi người không trò chuyện với nhau, chỉ lướt qua cái rồi thôi. Đúng là nhiều tháng qua chúng tôi không gặp chị ấy và đến ngày hôm qua mới nhận được thông tin trên, anh Toàn nói. Cũng theo anh Toàn, cuối năm 2022, một số cư dân trong tầng có thấy mùi hôi, nhưng cứ nghĩ là do rác. Thêm vào đó, tôi cũng nghe những người trong tầng nói là trước đó, căn phòng trên thường phát ra tiếng cãi cọ giữa đàn ông và phụ nữ. Nhưng sự việc cụ thể thì chúng tôi không nắm, anh Toàn cho hay. Theo tìm hiểu của phóng viên, trên hệ thống nhà cung cấp nước sạch cho tòa S403, căn hộ này mang tên DBMK. Điều đáng chú ý là căn hộ vẫn còn nợ tiền điện, nước từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022, với số tiền lần lượt là trên 2,9 triệu đồng và 421.322.000 đồng. Theo đó, nhà cung cấp dịch vụ đã thực hiện cắt điện, nước của căn hộ này từ thời điểm trên do chủ hộ chưa thanh toán tiền. Vụ án cô gái 21 tuổi bị sát hại tại phòng trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội vẫn đang là tâm điểm được dư luận đặc biệt quan tâm chú ý. Nghi phạm Hoàng Minh Hào, 20 tuổi, quê Bắc Giang, đã dùng thủ đoạn lợi dụng thời điểm chị LTTL, 21 tuổi, tên viết tắt quê Thanh Hóa, một mình dẫn đối tượng đi xem phòng trọ để ra tay rồi giấu nạn nhân vào tủ bếp. Sau đó, đối tượng đã lấy một xe máy Honda Vision, hai điện thoại rồi bỏ trốn. Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã khởi tố bị can đối với nghi phạm Hoàng Minh Hào về tội giết người cướp tài sản. Theo quan điểm của các luật sư, hành vi của đối tượng là rất dã man, tàn ác, không còn tính người. Đối tượng không những đã tước đoạt tính mạng nạn nhân rất tàn ác, mà còn xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Xét hành vi của đối tượng đã phạm 3 tội giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản. Tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 123, 168, 173 Bộ Luật Hình sự. Đối với tội giết người, với nhiều tình tiết định khung tăng nặng để thực hiện tội phạm khác và có tính chất côn đồ, đối tượng có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình. Đối với tội cướp tài sản được chia ra làm nhiều khung hình phạt khác nhau tương ứng với mức độ nguy hiểm của hành vi mà mức phạt nhẹ nhất cho khung hình phạt là 3 năm tù và mức hình phạt cao nhất là chung thân. Theo cơ quan công an, ngày 22 tháng 1, sau khi trộm cắp một xe máy Honda Vision ở ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Hào đã đem cầm cố lấy 10 triệu đồng, sau đó người này đã thuê nhà nghỉ tại khu vực bến xe Mỹ Đình. Hào ở trong nhà nghỉ đến trưa 25 tháng 1 thì bắt xe khách đi Hà Tĩnh chơi Tết. Đến sáng 16 tháng 2, trong quá trình đi xe khách về Hà Nội, Hoàng Minh Hào lên mạng xã hội Facebook tìm nhà trọ và đã liên hệ được với chị LTTL tên viết tắt, 21 tuổi, quê Thanh Hóa. Tới 17 giờ 30 cùng ngày, Hào hẹn gặp chị L tại nhà số 1, hẻm 14, ngách 40, ngõ 79 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy để xem phòng trọ. Vì không có đủ tiền đặt cọc nên Hào đi về. Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, người này tiếp tục hẹn gặp chị L tại nhà trọ nêu trên để đặt cọc tiền thuê nhà. Tại đây, Hào đã được chị L dẫn lên phòng 302, tầng 3 để xem phòng.
thấy chị L đi một mình nên Hào đã nảy sinh ý định cướp tài sản và đã dùng tay bóp cổ nạn nhân. Sau khi phát hiện chị L tử vong, Hào giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp. Sau đó, bị can đã lấy một xe máy, hai điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường. Theo công an Hà Nội, Hào sử dụng xe máy của chị L làm phương tiện đi lại và đã thuê nhà để ở tại phố Nguyễn Đình Hoàng, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Trưa ngày 19 tháng 2, công an phát hiện bắt giữ Hào tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Dưới góc độ tâm lý tội phạm học, Thượng tá Đào Trung Hiếu, tiến sĩ tội phạm học nhận định hành vi của Hào là đặc biệt nghiêm trọng, cùng lúc xâm hại hai khách thể được luật hình sự bảo vệ, đó là quyền được sống và quyền sở hữu tài sản. Theo vị chuyên gia, việc Hào phi tang thi thể nạn nhân xuất phát từ nỗi sợ trong thẳm sâu tâm lý nội tâm đối tượng. Hào thừa biết hành vi của mình là phạm trọng tội, nếu bị phát hiện, bắt giữ sẽ phải đối diện với những hình phạt nghiêm khắc để trả giá cho tội ác. Vì vậy, bản năng tự vệ mách bảo nghi phạm phải làm mọi việc để ngăn ngừa mọi nguy cơ bất lợi đối với mình. Bên cạnh đó, theo Thượng tá Hiếu, việc điều tra bắt giữ thủ phạm gây trọng án cũng dễ gặp tình huống đối tượng chống trả manh động khi chúng cảm thấy nguy hiểm. Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, mẫu số chung của các vụ án mạng đều là kẻ thủ ác hướng tới tài sản của nạn nhân. Nói cách khác, động cơ gây án của hung thủ là chiếm đoạt tài sản. Và để thực hiện được điều này, chúng không ngần ngại ra tay tước đoạt tính mạng của nạn nhân. Theo vị tiến sĩ này, cùng thời điểm này cũng đã xảy ra nhiều vụ cướp ngân hàng táo tợn ở nhiều địa phương. Điều này không phải là ngẫu nhiên mà tội phạm cướp gia tăng đột biến như đang thấy. Nó phản ánh rất nhiều vấn đề hệ trọng. Ông Hiếu phân tích, trước tiên có thể thấy những vấn đề của tình hình kinh tế xã hội luôn tác động sâu sắc đến đời sống dân sinh và tình hình tội phạm. Thời gian qua, đời sống kinh tế xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn do hậu quả từ đại dịch Covid-19, chiến tranh ở nhiều nơi trên thế giới, suy thoái kinh tế toàn cầu cùng các yếu tố bất lợi khác dẫn đến doanh nghiệp mất đơn hàng, phá sản, người lao động mất việc làm, không có thu nhập ổn định để đảm bảo cuộc sống. Thứ hai, theo ông Hiếu, những vụ trọng án vừa qua phản ánh sự sa sút của đạo đức xã hội vì tiền, vì lợi ích vật chất, vì quyền lợi cá nhân ích kỷ. Nhiều người sẵn sàng chà đạp lên các chuẩn mực đạo đức, quy phạm pháp luật, miễn là có lợi cho mình. Sau cùng, vị Thượng tá Công an nhận định, đã thành quy luật vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán hàng năm, tình hình tội phạm sẽ có những diễn biến phức tạp. Lý do là năm hết Tết đến, nhu cầu chi tiêu, mua sắm, đi lại của cộng đồng tăng cao. Theo ông Hiếu, tội phạm cũng cần ăn Tết, chỉ có điều chúng không có cách nào khác để thỏa mãn nhu cầu đó ngoài việc tìm cách chiếm đoạt tài sản của người khác hoặc làm những việc bị cấm để trục lợi. Từ vụ án mạng nói trên, mọi người cần hết sức nâng cao ý thức cảnh giác khi tiếp xúc với tội phạm. Mọi người không thể thờ ơ với an nguy của mình. Trên thực tế, có rất nhiều tình huống xảy ra cướp. Nếu kẻ cướp đột nhập vào nhà, chúng thường sử dụng vũ lực như hung khí, tấn công hoặc đe dọa tấn công ngay tức khắc để đè bẹp sự kháng cự của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản. Mọi người cần tăng cường ý thức cảnh giác trước sự xuất hiện của người lạ mặt, những biểu hiện bất thường trong đêm tối, cảnh giác cao khi tiếp xúc với những người không quen biết hoặc những người có quen biết nhưng lâu không gặp, không rõ công việc và hoạt động hiện hành của họ là gì. Đặc biệt, không nên khoe của cải hoặc để lộ thông tin về việc có khoản tiền tài sản có giá trị. Đối với những người ở một mình, cần cẩn trọng và hạn chế việc mời người khác đến chỗ ở của mình để trò chuyện ăn uống sinh hoạt, và nhất là đối với những người mới quen hoặc không rõ lai lịch, công việc, hoạt động. Tình huống buộc phải giao tiếp với người lạ tại không gian riêng tư vắng vẻ, chỉ có hai người, nên thông báo cho người thứ ba biết, có thể lấy lý do hợp lý để chụp hình của khách với mình bằng điện thoại, rồi đưa lên mạng xã hội, đồng thời thận trọng trước những lời mời đến nhà riêng, khách sạn, nhà nghỉ, đến những nơi hoang vu vắng vẻ với những người mới quen. Với những trường hợp phải đối diện với cướp, hầu hết bọn cướp tài sản đều mang theo dao nhọn, dao bấm để tấn công khống chế nạn nhân hoặc phòng thân trước nguy cơ bị bắt giữ. Do đó, khi đã bị cướp, uy hiếp, đe dọa với hung khí trên tay, trong hoàn cảnh không thể có sự trợ giúp từ bên ngoài, thì giải pháp khôn ngoan nhất là hãy tỏ ra hợp tác, phục tùng mọi yêu sách của đối tượng để bảo đảm an toàn tính mạng của mình. Đừng vì tâm lý luyến tiếc tài sản mà hành động bản năng như ôm giữ, giành giật, tri hô, đánh trả bọn cướp khi không có khả năng, tương quan lực lượng yếu hơn hẳn, không có sự trợ giúp. Trong khi thực hiện yêu cầu của tên cướp, cần kín đáo quan sát, ghi nhớ các đặc điểm của đối tượng như số lượng, giới tính, giọng nói, khuôn mặt,
các đặc điểm dị hình như vết xăm trổ, vết thẹo, đồ trang sức trên người, quần áo, giày dép, phương tiện cầm theo, đồng thời cần chú ý quan sát tình hình, tận dụng thời cơ thuận lợi để bỏ chạy đến nơi an toàn hoặc bất ngờ tấn công lại đối tượng sau khi cân nhắc cẩn thận các khả năng có thể xảy ra. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.